Chào mừng quý vị đến với một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Mừng kỷ niệm 43 năm linh mục cha Paulo Phạm Quốc Túy, chánh xứ giáo xứ Bình Hòa. Giáo xứ Bến Sắn chào đón cha phó xứ Phêrô Nguyễn Thanh Tâm. Thánh lễ ban bí tích thêm sức, tuyên hứa bao đồng, rước lễ lần đầu tại giáo xứ Phú Long. Tổ chức buổi tập huấn cho phát thanh viên tại văn phòng truyền thông giáo phận. Tin giáo sứ Bình Hòa, mừng kỷ niệm 43 năm Linh Mục, cha Phao Phạm Quốc Túy, chánh xứ giáo sứ Bình Hòa. Trong tâm tình tri ân và cảm tạ với cha Phao Phạm Quốc Túy, Chánh xứ Giáo xứ Bình Hòa và con giáo dân Giáo xứ Bình Hòa hiệp thông với cha sở Phao Lô lời tạ ơn Thiên Chúa trong thánh lễ kỷ niệm 43 năm linh mục vào lúc 18 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2018 tại thánh đường Đức Mẹ lên trời Giáo xứ Bình Hòa. Thánh lễ có sự hiện diện của quý sơ dòng Phao Lô Bình Hòa, đại diện các hội đoàn và đông đảo bà con giáo dân trong tình hiệp thông và yêu mến đối với cha sở Paulo. Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha sở Paulo cùng với cộng đoàn hành hương từ đài Đức Mẹ vào nhà thờ để lãnh nhận ơn toàn xá. Đó là ơn đặc biệt Đức Thánh Cha ban cho con dân giáo xứ trong dịp năm thánh mừng kỷ niệm ngân thánh thành lập giáo xứ. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng mọi người cùng hiệp dân thánh lễ với cha sở Paulo để dâng lên Chúa lời tạ ơn, cùng nguyện xin Thiên Chúa cho cha sở luôn được hùng an sát mạnh để dẫn dắt cộng đoàn giáo xứ ngày càng phát triển như lòng Chúa ước mong. Sau thánh lễ, đại diện các họ đoàn và cộng đoàn cùng tiến về nhà xứ để dâng lên cha sở Paulo những lời chúc mừng nhân ngày lễ kỷ niệm tin giáo sứ Bến Sắn. Giáo sứ Bến Sắn chào đón cha Phó sứ Phêrô Nguyễn Thanh Tâm. Trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 10 giờ 30 ngày 1 tháng 7 năm 2018, cộng đoàn giáo sứ Bến Sắn vui mừng chào đón cha Phêrô Nguyễn Thanh Tâm về đảm nhiệm sứ vụ với vai trò Phó sứ giáo sứ Bến Sắn. Ngay từ rất sớm, cha chánh xứ Hieronimo Nguyễn Phi Hùng Quý Thầy, các đoàn thể cùng bà con giáo dân trong giáo xứ đã tề tụ tại khuôn viên nhà thờ để chào đón cha phê Nguyễn Thanh Tâm, cha chánh xứ Mỹ Vân, Vinh Sơn Trần Thế Thuận, cùng bà con giáo dân giáo xứ Mỹ Vân, giáo hạt Lạc An, cũng như thân nhân và ân nhân của cha phê trong dịp tiễn cha về giáo xứ mới. Sau phần chào đón, cộng đoàn hai giáo xứ cùng với quý cha tiến vào ngôi thánh đường quyến chúa. Tiếp theo, cha chánh xứ Hieronymo Nguyễn Phi Hùng đã có đôi lời tri ân đến đức cha du xe đã yêu thương trao cho giáo xứ thêm vị mục tử mới sẽ là cánh tay đắc lực của cha chánh xứ cha chánh xứ cũng gửi lời cảm ơn đến cha vinh sơn trần thế thuận chánh xứ mỹ vân và bà con giáo dân giáo xứ mỹ vân đã yêu thương nâng đỡ cha Pedro trong suốt thời gian qua khi ngài làm phó xứ trong buổi cơm trưa cha phó Pedro nguyễn thanh tâm đã đến chào hỏi bà con giáo dân giáo xứ bến sáng và chào chia tay bà con giáo xứ Mỹ Vân. Cha cũng có đôi lời tri ân đến cha Vinh Sơn, cha Nimo. cùng bà con giáo dân hai giáo xứ đã đón nhận cha như người con trong gia đình. Cha mong ước mọi người tiếp tục cầu nguyện nâng đỡ cha trong sứ vụ Chúa trao là vị mục tử tốt lành của Chúa. Sau bữa cơm, cộng đoàn giáo sứ Mỹ Vân đã chụp hình lưu niệm và chào tạm biệt cha Pharaoh. tin giáo xứ Phú Long, thánh lễ ban bí tích thêm sức, tuyên hứa bao đồng, rước lễ lần đầu tại giáo xứ Phú Long. Vào lúc 16 giờ 30 ngày 1 tháng 7 năm 2018, giáo xứ Phú Long hân hoan chào đón Đức Cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước giám mục giáo phận Phú Cường đến ban bí tích thêm sức cho 24 em, chủ sự nghi thức tuyên hứa bao đồng cho 26 em và rước lễ lần đầu là 32 em đồng tới với đức cha du Sê có cha sở du xe nguyễn văn thịnh cha du xe ngô xuân hiến hiệp dân thánh lễ có quý phụ huynh thân nhân và người đỡ đầu của các em đã nhận bí tích cùng đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ sau bài giảng cha sở du xe giới thiệu với đức cha quá trình các em học giáo lý và hôm nay các em hội đủ điều kiện xứng đáng lãnh nhận bí tích thêm sức và giây phút long trọng đã đến các em xếp thành hai hàng cùng cha mẹ đỡ đầu tiến lên cung thánh Tay cầm nến tuyên sưng Tin kính Thiên Chúa Từ bỏ ma quỷ Đức cha du xe sức dầu thánh Ghi hình thánh giá trên trán các em Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần Các em bao đồng tiến lên trước bàn thờ Xếp thành hình vòng cung Rồi quỳ xuống thực hiện nghi thức tuyên hứa bao đồng Sau cùng Đức cha du xe trao cho các em sách phúc âm Giây phút các em đức lễ lần đầu mong đợi đã đến Các em lần lượt tiến lên lãnh nhận bí tích Sau lời nguyện hiệp lễ Một em đại diện chân thành cảm ơn đức cha đến cho ban bí tích thêm sức Cảm ơn cha sở đã dạy dỗ thương yêu các em những ngày qua Các em cũng không quên cảm ơn đến các bậc phụ huynh, quý sơ Các anh chị giáo lý viên đã, đang và luôn yêu thương Chăm sóc, dìu dắt các em Kết lời các em dâng lên đức cha và quý cha bó hoa tươi thắm tỏ lòng tri ân đức cha du xe bày tỏ sự vui mừng khi thấy các em lớn lên bước đi trong ánh sáng chân lý cùng với giáo xứ phú long ngày một phát triển đức cha cầu chúc cho các em sống trung thành với ơn thiên đã lãnh nhận là người được sức giàu với bảy ơn chúa thánh thần mà trong đó ơn khôn ngoan và lo liệu sẽ luôn cần cho các em trên vạn nẻo đường đời vào lúc 17 giờ 55 phút, thánh lễ khép lại và sau đó các em đã có những tấm hình lưu niệm cùng với đức cha, quý cha và những người thân thật ý nghĩa. Tin ban truyền thông giáo phận tổ chức buổi tập huấn cho phát thanh viên tại văn phòng truyền thông giáo phận với mục đích giúp cho các phát thanh viên thực hiện tốt phận vụ của mình. Vừa qua, ngày 6 tháng 6 năm 2018, Ban truyền thông giáo phận đã tổ chức buổi tập huấn dành cho phát thanh viên giáo phận dưới sự đồng hành của cha Paulo Hoàng Mạnh Huy. Vào lúc 14 giờ, 12 phát thanh viên đã có mặt tại văn phòng truyền thông giáo phận để được lắng nghe chuyên viên của đài truyền hình hướng dẫn những điều cơ bản nhất mà người phát thanh viên cần phải có để làm tốt công việc của mình cũng như chia sẻ những kinh nghiệm của chị trong nghề phát thanh viên tiếp sau đó mọi phát thanh viên được thực hành đọc bản tin để chuyên viên lắng nghe được phân tích những điểm tốt và chưa tốt cũng như khắc phục để làm tốt hơn dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của người hướng dẫn buổi tập huấn đã diễn ra một cách sôi nổi nghề phát thanh viên là một nghề đòi hỏi nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế nên thật khó để cho một phát thanh viên tự tìm tòi học hỏi. Vì vậy dù không nói ra, nhưng có lẽ mỗi phát thanh viên đều cảm nhận buổi tập huấn thật sự bổ ích và mang lại hiệu quả cao cho bản thân. Buổi tập huấn kết thúc vào lúc 16 giờ, tất cả mọi người hiện diện đều vui. Chị Teresa Lê Phương Anh, đại diện cho các phát thanh viên giáo phận, cảm ơn sự hiện diện, nhiệt tình hướng dẫn của chuyên viên. Buổi tập huấn diễn ra dù chỉ 2 giờ đồng hồ, nhưng theo đánh giá của chuyên viên thì các phát thanh viên đã có sự tiến bộ đáng kể. Một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Mm. <music>